Vang Shiso T1080 Plus này, máy này lỗi bị lỗ vào phần nguồn nha, tức là không lên nguồn. Sau khi xử lý lên nguồn xong thì là nó bị cháy mất cái màn OLED này, là bởi vì là dính cái keo đóc nó đổ lên này, nó phân hủy đó. Và là nguồn chập chờn nó đến là cháy màn đó, nó mất hiển thị luôn. Và cộng với là nó bị nguồn nó chập chờn lúc cao lúc thấp, bên làm chết cái phần linh kiện giải mã bao đua này, gây mất tiếng này. Xử lý AZ ok, màn đã thay màn mới nha. Dòng này thì bên mình cũng full đồ để sửa luôn, không thiếu cái linh kiện gì cả. Có mọi người dùng cái dòng vang này mà chẳng may bị lỗi hỏng nhá, các trường hợp không lên nguồn hoặc là lúc lên có lúc không, mất hiển thị có tiếng, mất hiển thị mất tiếng, các cái trường hợp bị sôi tiếng đó, mất nhạc, mất mic riêng biệt, nó đều có thể xử lý ok nha. Không nhận máy tính này. Lỗi về phần volume encoder có thể là lỗi tăng giảm không được này. Vẫn tăng cứ tăng, vẫn giảm vẫn cứ tăng, hoặc là vẫn tăng vẫn nó cứ giảm xuống, và vẫn giảm nó vẫn cứ giảm xuống nhỉ. Nó lỗi về tăng giảm rất hay bị. Đó, mọi thông tin chi tiết về sửa chữa dòng vang này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy là 0979 486089 hoặc 0868 599624 để gặp trực tiếp nhân viên. Những ai yêu quý kênh thì có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh.